Trần Nữ Yên Khê chẳng hề xa lạ với những ai yêu điện ảnh. Cô là một trong những diễn viên gốc Việt nổi tiếng bậc nhất trong làng nghệ thuật thứ bảy quốc tế, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim có tiếng vang như Mùi Đu Đủ Xanh, Xích Lô, Vợ Ba. Trần Nữ Yên Khê là nữ diễn viên điện ảnh người Pháp gốc Việt. Cô sinh ngày 18 tháng 3 năm 1968 tại Việt Nam nhưng di cư sang Pháp từ nhỏ. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Mùi trong phim Mùi Đu Đủ Xanh 1993, phim đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Sự nghiệp phim ảnh của cô đa số gắn liền với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Việt kiều Pháp Trần Anh Hùng, đồng thời ông cũng là chồng của cô. Trần Nữ Yên Khê sinh ra tại Việt Nam, cô mồ côi cha và cùng mẹ di cư đến Pháp từ năm 3 tuổi. Cô theo học ngành kiến trúc, khóa Architect Design tại trường École Camondo, Paris. Năm 18 tuổi, Trần Nữ Yên Khê đoạt danh hiệu Hoa hậu áo dài Việt Nam trong một cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng người Việt tại Pháp. Khi tham gia casting cho bộ phim tốt nghiệp của một sinh viên chuyên ngành điện ảnh của ngôi trường danh tiếng École Louis Lumière, lúc đó là Trần Anh Hùng.